Ngày mới mình chung hai trăm bát, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay lại một ngày mới các bạn ơi, mình lại tiếp tục đi săn ong này. Hai anh em mình đang đánh ở núi Giao Huyên, đang đứng ở núi Giao Huyên nhé các bạn. Đây, anh em mình lên cái quả đồi này cũng phát hiện được một tổ rồi. Mình quay cho các bạn xem tổ ong anh em mình mới thấy nhá. Tổ này thì cũng bé thôi, nhưng mình thấy giống như sợ già rồi các bạn ơi. Ong con nó bỏ ra cái đuôi tổ ong quá trời luôn mà. Nghi lắm à. Nghi nó nở rộng à. Xu này thì cũng bình bình thôi, không to lắm. Quả đồi này năm ngoái và anh em mình cũng bắt được một tổ. Hôm nay thì nó cũng về một tổ. Nằm hướng bên này. Mình đứng ở dưới gốc rồi. Có cái tổ ong các bạn à. Quay về chỗ anh em mình cột đốt đuốc rồi. Lên thui thôi, xem nó thế nào. Hy vọng là nó còn mật. Tháng này chắc là chưa già đâu. Nó thì khả năng là nó sẽ nở một lớp nhộng. Nó nở một lớp nhộng qua ong con. Rồi, mình tiến hành đốt đuốc lên tổ ong nhá. Lên cây các bạn ơi. Anh tìm hết quả đồi chưa? Chưa, tao mới gì, tới đây rồi, tao đi lên đó đi qua dặn qua đây rồi tao đụng luôn á. Hồi nãy giờ mày có nằm nghỉ mày ngồi nghỉ nha, mày có. Đấy thì qua chỗ xuống dưới cái chò cái nằm nó có ổn nó gì gì đó đó. Giờ phải chưa tìm. Ở đây đi. Ở thuốc đi. Rồi kẻ đi, cứ cột đi, cột đi. Không phải gỡ ra hết đâu. Không phải gỡ ra hết đâu, anh cột cho em dây lên được rồi. Xỏ cái dây vải kia vào cột bực phát là. Chút nữa được rồi, ái đấy không? Xấu không? Nó bị rút ái biết không? Thôi, cột mới nó khô. Múc nước lên dội tổ ong hả? Múc đuốc này cháy này ong nó mới sợ. Lên đây thấy bầy to phết đấy chứ. Ôi khô mặt rồi. Không còn cùng mật giọt mật nào ấy chứ. Giống ổ cống bê tông rồi.
cây còn đó đó bà. Hả? Còn cục mật mà không còn mật. Chiều anh mà còn mật. Ơi. Ăn hết phấn rồi mà. Đây các bạn ơi. Có ong. Nhậu chưa nở lớp nào mà. Ăn hết phấn rồi. Tổ ong này. Quay bên này thế nào. Được nửa lít. Ông mật nó hút bớt rồi. Mật nó cũng hút bớt rồi. Do dạo này mưa quá nè. Mưa quá ông ăn bớt mật rồi. Rồi anh Hồ ơi. Cô cho con dao với. Dao để lúc ấy lại tổ kia để mẹ trong ấy không? Để trong ba lô. Đây còn dưới đất mà. Quên con dao các bạn ơi. Tính lấy cưa về cắt luôn á. Không cho cả chai luôn. Đây, lấy mặt các bạn ơi. Ăn hết phấn vơ. Rồi nhẹ lắm. Nhẹ tanh à, nó hút hết rồi. Đợt này mưa quá này. Cục mật khá to á, mà nó hút bớt đi. Mặt bự ghê luôn. Hút mất. Mưa quá các bạn ơi. Mưa quá nên ong nó ăn bớt mật. Ngoài khúc mà dễ suy kiết thì mật đạt. Khu giao phim này thì khô mật. Xì dầu. Mật đỏ quá. Tháng này mật đỏ đều luôn. Đầu cũng giống nhau luôn á. Anh đang đâu ấy? Để em biết con dao không có gì nhặt hộ mới nhé. Không. Sửa lại cho nó ở. Đó, để cốc cái xua. Ừ.
không cái xui kìa chưa. Thôi để tí anh xuống em lấy cũng được, thấy nó. Rồi, mình tiến hành đi xuống các bạn ơi. Đó đó đó. Bên này này. Đó, bên bên bên. Đó đó đó, dưới chân á. Dây tới đất chưa? Thả đây không luôn. Làm cái thế này đúng đẹp thật ạ. Ánh nắng tới. Buổi chiều ánh nắng tới. Khu vực này vừa rồi nó ảnh hưởng cơn bão số 1 các bạn. Mưa 4 5 ngày liền. Ong nó không đi làm được, ăn hút mật bớt. Bỏ đâu, ở đây ngon ạ. Nhộng bít lỗ hết rồi mà. Khu vực này tạm thời nghỉ mấy ngày đi. Nghỉ mấy ngày cho ong nó rô mật lại đã. Rồi, mình chúng ta an toàn các bạn ạ. Ăn cả hết phấn luôn mà. Đi làm không được, ăn hết lương thực luôn mà. Mưa thêm một tuần nữa chắc ong chết đói luôn á. Được, được khoảng mấy lít. Chỗ ong yếu thảm á. Đây, thành quả đây các bạn ơi. Đây là thành quả trong 92 nhắn bắt lấy ở trên cây xuống nhé. Cục mật to nhưng mà nó hút bớt mật rồi. Nửa lít, nửa lít. Hai xị. Còn hơn không có mà. Nhiều hôm đi còn không có được ít nào. Hai sĩ cũng là thành quả lớn của anh em mình. Tưởng nó già mà không chưa phải già. Chưa gì hết, nó do nó mưa ướt nó bù lên trên nhá. Tao thấy tao con tưởng nó già. Ủa rồi đám chừng nửa tháng chứ mấy mà. Mưa em đi chưa có mà. Rồi sắt thấy thấy một tờ sắt thấy đừng nên lấy nha. Được rồi. Được, được, được. Đây là thành quả của hai anh em mình nhé các bạn. Vất vả tìm kiếm một ngày đâu mà bây giờ mới được tổ ong này. Cũng được chút đỉnh. Cái đuốc thẩu thì đem theo luôn phải không? Rồi các bạn ơi, video bắt ong chung 92 bắt ở đây cũng xin tạm dừng nha. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ chung 92 nha. Thôi mình xin tạm biệt các bạn nha.